dưới lên cho nó thấm với xoài mình ăn. Tại vì cái xoài này nó ngọt quá, mình phải làm nước mắm ăn cho chua chua nó dễ ăn. Rồi xong. Chào cả nhà. Nay làm gỏi cá lóc tiêu sọ với xoài. Thấy mấy trái xoài này ngon quá, sáng nay không có ăn sáng. Hồi hai mấy trái xoài này nè, để mình làm gỏi. Nhưng mà cái xoài nhỏ này thì nó ngọt, cái xoài to này nè, nó mới chua. Mà lúc này nó già, nó cũng không chua lắm. Quá trái trái nè. Hồi hái ít trái. Con cây xoài này mà cho vòng vòng xoài. Trái thứ hai. Nè, trái non, trái nhỏ nhóc hết trơn. Hồi chắc hai trái này nè, nó to nè. Hai chừng một trái, hai trái. Làm gỏi ăn. Cơm. Rau, xanh mướt. Chút xíu nữa trồng rau tiếp. Hay con sầu. Bà nội giật xuống được hai trái nè. Trái này rớt xuống bể luôn, tại không có đồ hái. Uống ghê không? Chín hết rồi nè, chứ nó mình rửa. Còn cái này thì còn nguyên, nó rớt qua bên kia còn nguyên. Thì cái xoài này thì xíu nó hồng bầm. Và nay có bi về nên nhà hôm nay sẽ làm xoài, gỏi xoài, canh chua. Canh chua bầu. Hôm nay mình sẽ làm thịt bò gam sả ớt. Này thịt bò nè, mua nè. Gỏi này thì cá, kèo. Mình để tủ đông á. Giờ mình đem ra nấu canh chua. Nấu canh chua bầu nó ngon. Bò chút xíu nó mình đem đi xào xả ớt á, tại vì bằng nó không ăn được gỏi với không ăn được cá, nhưng ăn được đồ nó không chua, cho nên mình gam ít ớt nè. Đây là cá kèo nha. Kèo mình đổ vô. Cá kèo vô. Đổ cá kèo vô. Nêm nếm vô đây. Đường. Nêm vô. Muối. Này thì rau niêm. Cái trái bầu này mua nó bị dập á, nãy mẹ gọt sạch luôn. Còn nếu mà trái bầu nào mà không bị dập á thì mình nên để nguyên. Còn này bầu này bị dập rồi, nên mình gọt vỏ. Bầu này nó cũng nhỏ chứ nó không lớn. Non. Nay mình ăn canh chua bầu. Cho bầu vô. Bầu thì mình sắc mỏng thôi, đừng có sắc dày. Cái cá kèo này nè là cá kèo thiên nhiên, cho nên á mình nấu nãy giờ mình không có bị gục. Con nào con nấy nó u nu cơ nè. Cá kèo thiên nhiên thì nó vậy là nó lớn rồi, tại vì nó hàng thiên nhiên á, cho nên nó lộn xộn có lớn có nhỏ chứ nó không có đều, cũng như cá mà cá nuôi mới đều, còn như cá thiên nhiên thì có lớn có nhỏ nha. Đó, thì
cái nồi như vậy là xong rồi đó. Nồi canh chua nhìn nó mềm mập cái nè, nó kèo nha, chút chút nó kèo. Thịt nó mềm, nước ra luôn. Cho rau nêm vô nữa là xong. Rồi. Xong một món canh chua. Canh chua bầu. Cái kẹo. Sáng nay không ăn sáng để ăn cơm cho nó. Cho nên sắc xả, sắc xả nếu mình làm sao thịt bò á. Nay làm món mới thịt bò. Xào xả ớt, xíu đường, công thức của chị Thảo. Mới hỏi chị nha. Ít ngọt, ít hạt nêm. Xong rồi xíu nữa là cho thêm một xíu nước mắm nữa. Trộn lên, ướp để đây. Chút mình xào. Nhìn cho Thảo xào ngon mà phải xài thằng nghệ tươi, mà hôm nay Hằng không có nghệ tươi. Ủa mình đâu có nghệ tươi hả Bi? Nhớ mọi lần như trong tủ của mình có sao à, mình xài nghệ bột luôn. Xào ngon lắm, thấy chị Thảo xào không? Nhìn ngon lắm. Để chừa nước nước một chút cái trang này. Giờ mình bắt chảo lên. Cái này mới học của chị Thảo, phụ Thảo. Thảo làm món này ngon lắm, nhìn không là gì. Cho này vô luôn, cho này vô luôn, cái nghệ vô luôn. Đi lấy ăn, còn để ngồi đi lấy cái nghệ kia nữa. Cho nó lên màu không này, như cái này này cũ này chúng nó mình xài này bột nhé, đặt này bột nhé. Còn cái nước ra ăn ra mình nhé, à vui cái anh này đây cũng làm vậy chứ tự nhiên con dẫn cái chỗ kia xong cái chỗ này nó bị khác thôi, mình đảo phải đảo cho nhiều ra màu nghệ này là nghệ cũ nè. Còn là đây bữa hổm con mua làm cái gì á, kho gà. Cái màu ngon đổ vô đi, đổ thịt bò vô. Bò nãy là mình nêm nếm rồi. Vừa vô mình có nước dừa, mình nào lấy đổ một xíu nước vô đi. Chưa lấy miếng nghệ kia nó đi ơi. Tính ra mấy món này cũng hay, ăn cũng tốt. Mấy món này có nghệ đâu á, ăn cũng tốt. Ai mà uống không được nghệ thì ăn nấu món gì mà liên quan tới nghệ để mình ăn cho nó cũng vô đó ha Bình.
Ừ. Tự sửa mình che ra. Bữa nào mình lấy cái chạch ra mình không nghệ ra. Chạch một nắng á. Bữa nào mình thử lấy cái chạch một nắng ra không nghệ ra. Mình được nghệ cũ với cái nghệ của chị Thảo á. Bột nghệ mà chị Thảo cho. Làm nó lên ngon lắm. Con này không được. Cá này là cá lóc. Cá lóc tiêu sọ. Thì cá lóc này chút xíu nó để vô chiên. Tại mình không có nướng thì mình chiên. Mình xé ra làm gỏi xoài. Và hàng ngày chiên con cá. Được. Bao được. Nhiều đủ không? Cá lóc. Đây, cái lóc kiểu sọ chiên nha. Nhìn cũng hấp dẫn quá nè. Cũng mềm. Coi vậy chứ nó cũng hơi mềm mềm. Này, cá này thì ướp tỏi ướp. Còn cái này là cái lóc kiểu sọ. Thì hàng đang chiên. Cũng thơm, cũng ngon. Mình ăn cho nó sạch 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 lại. Này mà mình làm nghệ tươi nhiều ngon. Cái này hàng làm ít nghệ tươi cho nhiều là ngon. Xong. Ăn muối ớt hay là nước mắm đây đi. À, bà nội cho nước mắm hay nước ớt. Xong kèo thiên nhiên nấu nãy giờ chứ gặp cái kèo kia là nó gã hết trơn rồi. Kèo thiên nhiên nó ngon vậy nè. Nhìn cá này ngon á, nhìn cá khô này ngon á, đi mình biết ngon không, nhìn ngon. Giờ mình xé cái khô này ra. Cá lóc này là cá lóc tiêu sọ, mình trộn gỏi ăn thử. Rau của nhà nè, đi rồi có ăn suốt luôn á. Cảm nhận nó mau ghê luôn á mẹ. Mẹ cắt hết rồi đó. Cắt cái hết rồi. Xài đậm lắm cả nhà ơi. Vậy nó mới thơm. Nó làm này mà ăn thấy nó thơm. Thôi kệ đi. Vậy cho nó thơm. Nó ngon. Mình vô trộn lên. Uống giấc thức dậy đói à.
cho hành phi vô được không Bi? Được không? Thơm. Gì vậy? Thường ta gọi cho hành phi vô được mà. Này nước mắm nè. Đó, giờ thằng làm nước mắm mình gửi lên nha. Gửi lên cho nó thấm với xoài mình ăn. Tại vì cái xoài này nó ngọt quá, mình phải làm nước mắm ăn cho chua chua nó dễ ăn. Rồi xong. Ủa được mà. Mời cả nhà ăn cơm canh chua cá kèo. Cơm này mẹ cá kèo nấu với bầu. Này này thịt thịt gì? Bò gam xả, nhưng mà cái màu của cái nghệ này nó không được đẹp. Mời cả nhà ăn cơm. Nghệ này nghệ thằng mua bữa chị Thảo cho hết rồi, mua cái nó không được. Để giảm thôi được. Khô này ngon. Khô này vừa ăn, ngọt thì không ngọt mà cũng không lạc. Nói chung ra là cái gì cũng vừa ăn lắm. Nếu mà chấm mắm me thì càng ngon hơn á. Ngon bình. Ớt tiêu sọ thơm. Kiểu như nó sao nó cứng thiệt nhưng mà sao nó không mềm ấy, nó con khô quá thì nó khô nhưng mà nó không cứng, nó mềm mà nó mềm ha. Tiêu mềm không này cá lóc tiêu sọ nha, thì mình làm gỏi xoài. Một chén có canh chua đưa vô lô mấy cái xong một chén. Con đợi cho anh. Nó làm mấy cái mày không biết nữa, hay là nói với con. Ủa, quên rồi. Còn nó hai gói. Hai gói. Nó làm với Bình giảm cân. Nó mới ăn hai gói mì à. Giờ ăn ba chén cơm. Canh chua ngon quá. Nó gặp canh chua ngon quá con. Có ăn cám. Nè ăn cái. Nó đuôi à. Đuôi. Bà nội. Bà nội ăn đâu hả? Ăn đầu Bình ăn đuôi. Kệ nhà cũng có đứa này không. Đàn ông nhà em vậy đó, ăn đuôi không à, cũng vậy đó. Cái cả ba nó cũng vậy luôn. Nhà bà nội với mẹ đã nói đầu ăn nhất nên con nhường ngon cho anh. Đầu ông nó ngon hơn cái đuôi rồi. Nhà bà ấy cũng nhường. Bình quá. Bình cười rồi. Cái chén lại thôi. Cá kèo này. Cái này. Ngon không? Lại lắm. Cái bò này nó giòn nhưng mà không bằng để giỏ. Để giỏ giòn lắm. Nó bầm. Nhưng mà mình mua để tủ lạnh rồi đó. Nó bầm bầm. Mình ra phải gọt giỏ ra. Cái thằng nó mua về á. Mẹ thấy bẩn rồi. Bò này quá. Thank you.
này cho nước vô cơm ngon. Chưa sợ chưa còn trắng mà ừ. Nó thơm không chưa đẹp mà cho nước luôn ngon chưa đẹp hơn mà chưa sợ hơn mà cho nước luôn ngon lắm luôn mà. Chưa sợ hình như là thơm hơn hay sao mà ngon nó bị hơn trời biển lúc này động quá. Gió quá trời luôn hôm bữa. Cha con qua ra với mấy chú đi quýnh cáu đâu có quýnh được đâu. Gió quá chịu không nổi. Chạy vô. Trời ơi la làng quá trời luôn rồi. Trời ơi sao gió quá vậy. Sao gió quá vậy. Ở đây gió vậy mà biển kéo dữ. Mùa này gì đâu ai đi lưới đâu. Đây đó. Biển động là tới vô hả? Cá nóng là động nóng là vậy. Hôm qua xuống thăm bà ngoại á. Tàu đậu dưới. Đậu với Tâm Nhiên Hải mình á. Thơm mà cứng thì nhưng mà nó cứng mà sao nó mềm nó mềm cứng mà sao mềm mà nó dai lắm cô không cứng ngắt luôn á đúng không mà mốt mà mua lưới rồi anh hồ mua cá có hồ ngon quá làm chỗ này ngon quá trong này ấm lạnh mình ấm mình ấm lạnh vậy đỡ cái này mà có một món này không ạ ăn cơm ngon à anh Tâm về chết với anh Tâm cái này ngon ăn xả không cơm món này hao cơm món nào cũng ngon đây không có lúc này ngon không ngọt lắm mà cũng không mặn lắm nói chung là rất là vừa ăn thì cái kho này nó khô quéo luôn mà con bự thiệt là bự vậy nè à, 4 con mới được 1 ký bự lắm thì kho này thằng lớn ở An Giang nhỏ em ở An Giang gửi lên thằng nhà làm kho nhà làm hâm hôi hâm hôi cỏ mà thơm thơm tiêu thơm tiêu thế nào bà này có làm y như bà này giao khô không? Khô. Thì hằng bán khô có hai loại, cái loại ướp tiêu sọ này thì nó khô cứng luôn á, thì hằng bán 400 một ký, còn cái loại mà nó khô cỡ 80% á, mà ướp tỏi ớt á, ớt tươi ớt á, thì nói chung khô nào cũng ngon hết á, cái vị nó rất là vừa ăn như nhau, nhưng mà cái đó là mình cỡ khô cỡ 80% thôi, còn này là khô dữ lắm khô. Thì cái kia thì chỉ có 280 thôi cái này là phải 3-4 tuần trời nó khô cứng cũng thịt mềm và mỗi phần ngon bữa nào mình làm gỏi khô có sọc rồi ho cũng ngon ăn là được khô ngon không nhà bác không nào ăn khô lót ở nhà ăn lại không ăn cá nữa cả nhà anh ấy biết ngon mới dám ăn cá cả nhà ngon phải bán không ngon không dám bán mình mua về mình ăn tí mình mới dám bán không có mạnh á mạnh hay là nhắc nhở nè bán hơi uy tín để có khách hoài nói chung hàng bán khách quen trên kênh của hàng anh chị cô bác á quen á thì cứ mua xong mua nữa cả nhà cứ mua về ăn đi ngon lắm hàng không bán đồ bậy đâu hôm nay mới bán được mình cái màu cái sơ đổi mình đi mấy cái chốt tại vì anh Hồ khách quen của hàng á hai ba bữa anh mua lần anh ở xứ Thành luôn nè, nhưng mà anh mua của Hà. Ở đây là chị gì đây nè, dưới này. Ở đây mà mua của mình thôi hả? Ừ.
nhờ rốt anh mua của thằng chú à, 2-3 ngày rồi anh mua đi biếu á. Lúc đầu á anh nói á, à, đồ ngon nha, anh đi biếu nha, bây giờ hết dặn rồi, tại vì đã biết thằng bán như thế nào rồi, giờ hết dặn rồi. Món nào cũng ngon hả? Ăn chắc lên cân luôn. Không có thể nhắm phải nổi rồi. Đừng nổi hả? Bà nội anh ăn, không biết bà nội anh ăn cho chặt. Ôi nội ơi, bà nội không dám cân nổi rồi. Ăn phải mình cho nó giảm cân mà đi. Ăn bà mình cũng khó. Đâu phải ông bệnh không hả? Bà là người cuốn chuyện đó. Anh nói anh cũng đủ. Lớn tuổi nè. Lớn tuổi rồi sao học bạn đâu đâu. Mà bạn hết hết là cũng không nữa. Cái này Hằng gửi cho cô ở bên cô bên bổng cô về Bến Tre. Giờ là cô mua của Hằng. Hằng gửi tâm cô này là 650 nha. Cái tôm khô này nó nhỏ nhưng mà rất là ngọt, nó khô ra nè. Một ký nó nhiều lắm, một ký nó nhiều lắm, cho nên mình ăn thì chiên cơm hay hoặc làm gỏi đồ đều ngon hết luôn á. Cái này thì cô có lóc nè, lóc này thì cô lấy một ký lóc mới nha, lóc mới củ dừa, mỗi một bịch vậy là 250 gram, mà cô lấy một ký thì nó là 4 bịch. Hôm nay Hằng gửi đi qua Bến Tre cho cô. Xong cái thùng này thì 1 ký, 2 ký, 3 ký, 3 ký rưỡi, nhưng mà tại vì cô dừa nó nhiều quá cho nên nó nhô lên. Rồi còn cá này thì cá chẽm nè, cá chẽm này là 31 năm, thì cá chẽm này Hằng gửi lên Sài Gòn cho anh Nam, để anh Nam biếu ai á thì Hằng cắt cho làm hai nè. Có con này thì Hằng đi cái thùng nhỏ này, anh Nam cứ cắt ra luôn đi, thì cho nên Hằng cắt ra luôn. Bây giờ mình đặt miếng đá vô đây, mình đi cái thùng này cho nó gọn. Thùng này có 3 ký mấy nha. Rồi dỗ dỗ xuống đó, lọt lọt bình đóng đồ anh kêu đâu mà ở đâu á, còn coi coi. Thầy cô Tiến Nguyễn, cô có đặt khô cá lóc của con với 2 ký tôm khô với 1 ký củ hủ dừa. Cô có xem clip này thì cô gọi lại giùm con nha. Tại vì cô cho địa chỉ ở Bến Tre thì 97 xẹt 2B, khu phố 2 đường Trần Quốc Tuấn, phường 4 thành phố Bến Tre. Thì cô cho con cái số điện thoại nó đã sai rồi, cho nên giờ là chưa có giao được. Giờ cô cho con lại cái số điện thoại nha. Cô có xem clip này cô gọi lại giùm cho con nặng cho người ta giao hàng nha cô. Rồi giờ mình đi cái thùng đồ này nữa là xong. Bây giờ anh xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau.